3, 2, 1. À, lúc mà mình làm bài xong, chúng ta rồi sẽ nhận được lại đã thu nợ em phải bài. Thì nếu số tiền lúc bây giờ xem chỗ này đủ, ví dụ tới giờ luôn ha, bây mà chuẩn bị rồi sẽ nạp tiền để trả bài. Đã chốt được chỗ đó rồi à rồi, mình chỉ mày chẳng đó là cao, mình đã rút tiền chẳng đó là cao, lúc gì mình bảo rồi chỉ mày xong xong một đó là cao. Xin nhờ đấy, tôi biết chuẩn bị sẵn áp giá quyền mà giá này tôi sẽ bán lại mà, ở lô lùm nhiều rồi à, đi cả bảy mà bao nhiêu tiền mà được xem? Chả mà rồi, nếu bây giờ tham gia vào lớp chứ, ví dụ đi vào lớp chứ đấy tôi, nếu bây giờ tham gia vào anh này ở, ví dụ đi vào anh này bà, sẽ anh nói xem sinh nhật của biến thành số, xong chả bán đấy, đi mua cái gì của ta lùi lại bán được xem? Thì rồi, ở biến chuẩn quyền mà giá giá này, ví dụ chỗ biến chuẩn quyền mà giá giá này, nếu bây giờ xem chỗ này, đi cả bảy mà bao nhiêu tiền một trang số bây giờ thì, sáu bảy, kỳ đa, yêu xem. Sao đấy, nếu bây giờ đi đi cả, nếu bây giờ xem rồi, alo, thì cần phải lấy mã bảo hiểm bộ, phải có bảo hiểm, alo, mẹ chỉ giúp cho má đấy.